Đó, cầm đi. Đấy. Đấy. Cầm một tay thôi, để một tay cái bộ cất móng tay cho. Móng tay nhá, nhìn này. Về phải nhớ nhá. Nhắc lại cầm móng tay nhá. Đi cô giáo bảo là móng tay như thế này không cắt là không được đâu. Cô giáo sẽ cười chê bố mẹ không quan tâm đến con, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhưng là nhìn thấy móng tay nó dài ấy. Bố cắt cho hoặc mẹ cắt cho nhá. Cầm bên này bố cắt. Con nhìn thấy bố cắt từ lúc bao nhiêu này, thì móng tay nó dài nó bẩn như thế này. Nãy con lớn rồi. Đó. Được chưa? Con phải bảo là bố ơi cắt móng tay cho con. Cũng nhiều lúc cũng rất là khó. Gia đình các bạn, gia đình mình kinh doanh hay mình làm cái gì đấy hoặc bố mẹ đấy thôi, vẫn biết là nhiệt tình tắm giặt cho con hàng ngày, nhưng mà có những lúc để móng tay của con này thì em cắt thường xuyên này. Giọng em hôm nay hơi khản một tí, mình phải đi tiếp khách, tiếp các bác và bố và các bác ơi. Và các bác ơi, bố cháu vừa đi uống rượu về đấy. Nhưng uống rượu về bố cháu toàn vẫn phải cắt móng tay cho con nhỉ. Đấy, chưa, nhớ chưa? Làm sao có thể móng tay dài như này nhá. Này, để là con run nó bắt đây nhá, thì phải gọi bố mẹ cắt đi nhá, nhắc nhá, chứ không là lên cô giáo cười lắm. Đấy này, con nhìn nó bẩn lắm, để này bẩn lắm. Tất cả các bạn nhỏ nhá, phải cắt sạch móng tay đi, không được để móng tay đen, rồi là nó đứt nặng nhát vào đây. Thấy chưa? Rồi. Đấy. Một cách hết cho em rồi. Hết móng tay chưa? Con chào các bác đi. Con chào các bác. Đấy, móng tay sạch chưa? Xong xong hết đây nhá, sẽ đi móng chân nhá. Móng chân đây rồi. Chưa? Bố cháu là cứ ba bốn chén rượu về bố cháu lại soi móng tay thế. Thấy chưa? Được chưa? Đây, còn cái ông tướng này đây bác ạ. Đấy. Đây. Đây. Đây chào các bác đi. Đó, chào các bác. Ông tướng. Ông tướng à. Ông chào các bác đi. Ông chào các bác. Chào các bác. Đấy, cháu chào các bác rồi. Chào các bác.